À, chào các anh em đang xem miền Tây Sola ha. Bữa nay là trưa ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 7 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng cho anh em nha. À, trước mặt anh em là một cái UFO ngàn. UFO ngàn ha, gửi cho anh Phạm Thanh Tùng. Phạm Thanh Tùng ở 95 khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì à, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Anh đã liên hệ mình cách đây cũng một khoảng thời gian lâu rồi và trước đây hình như ảnh cũng mua hàng rồi, bây giờ anh quay lại anh mua nữa. Thì à, trước mắt anh em là một cái UFO ngàn à, còn mấy bên hông đây là ba cái sạc Suwer. Mấy cái sạc Suwer nè. À, mấy cái sạc Suwer để gửi cho à, cho cho chú Quỳnh Trung Điền ở 116 Nguyễn Nhân thoại khóm 6, Châu Phú A, thành phố Châu Đốc An Giang. Đó thì à, à, cái này thì mình không quay, lý do là mình nãy mình lấy lấy mấy cái 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 tấm pin ra mình test ok ráo rồi cũng à, Sạc xua thì cũng không có gì để quay Mình có nhiều video thì sạc xua rồi Cho nên cái này mình không quay ha Đấy Hàng thì nó luôn luôn là Là là, là ngon lành là Chuẩn chỉ Anh em mua hàng cứ an tâm Sạc xua 30A ba cái nha à, Bây giờ trở lại với cái UFO của anh Tùng UFO ngàn w nha anh em Có 988 Còn 5730 Bộ pin lưu trữ là 25 b giờ Tấm pin sạc là 25W Đây tấm pin sạc 25W nè Rất là đẹp Hàng rất đẹp nha anh em Đó tấm pin rất đẹp luôn ha tấm pin sạc 25W bộ pin lưu trữ 25 bây giờ 988 con 5730 thì đường kính của cái đèn này từ đây qua đây là 5 tấc rưỡi nha anh em cũng rất là yêu thích con này à, bấm auto đèn cháy nè tại vì tấm pin đang ướp xuống nó tưởng nó bằng đêm nó cháy nè đó, đèn nó cháy ok ha đấy à, đó bấm chế độ radar nè ráng đứng im khoảng vài giây à, quơ quơ rồi bấm đọc bấm lại nè rồi đứng im vài giây coi nó có sụp radar lại không mọi người đó sụp lại đây ha Quơ quơ cái lên lại nè. đó thấy không đó anh em mua hàng an tâm nha on off nè on off nè on off này radar này quơ nè này, lên này thấy không đấy à, chế độ 3 giờ 5 giờ 8 giờ cộng trừ à, ok hết ha thì cái con ngàn watt này hiện tại mình đang bán là 1 triệu 130 ngàn anh em đam mê thì cứ liên hệ miền Tây Sola ha 076 687 4311 thì à, nhiều anh em muốn mua UFO mà lo sợ nhiều lo sợ là không biết nó như thế nào tại vì hàng này trên thị trường cũng ít ai uh, nó mới mẻ anh em cho nên là trên thị trường trên ngoài đường á ít có ai treo đó. Nhưng mà anh em an tâm ha, hàng Gina rất là ok, nhất là cái ngàn quá này anh em mua rất là nhiều. Ngoài ra còn cái kim cương đồng giá với nó, còn cái UFO uh, 500 thì anh em mua lẻ là 950 mua hai uh, cái trở lên là 930. Đó mình đang sale cái đó. Thì uh, anh em uh, à chưa có thực sự là gặp cái này xài nhiều ngoài thì à, thực tế thì anh em mua về một cái thôi. Đó thì anh em thử nếu mà ok thì quay lại mua nữa ha. Thì à, cái này nó, mình bán cái này mình hoàn toàn là tin tưởng nó nó xịn nó ngon lý do là tà, là tại vì anh em mua cái này rồi quay lại mua nữa rất là nhiều lần luôn ha anh em mua mua rồi quay lại mua nữa rất là nhiều. Cho nên mình tin là cái này sẽ rất rất là 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 ok trong cái tầm giá hiện tại ha đó thì ở trên thị trường cái con này người ta bán là triệu tư mấy á, mọi người nhưng mà trên kênh mình vẫn là một triệu mốt ba chục thôi phí ship khoảng vài chục ngàn nữa anh em trả nha đó thì à, à, mình test hàng như anh em thấy rồi đó nè bấm on này đó, đèn trái ok này thấy không da da quơ quơ lên nè bấm off lại lại thì à, bữa nay mình à, lên rất là nhiều đơn anh em thấy cái đơn đừng khủng 1 2 3 4 5 5 cái đơn và toàn những đơn lớn không mọi người những đơn mà mình đang à quên nữa mình đang tổ chức hai chuyến xe ha một chuyến xe đi từ long an xuống an giang mà nó đúng hơn là từ an giang lên long an để lấy hàng rồi những anh em khác nếu mà cần lên chuyến xe đó đi chung những xe đó thì cứ nhảy lên phía dẫn chuyển thật là tuyệt vời luôn nha tấm biên này mình đang bán ở trên cái chuyến xe đó anh em nào đi những chuyến xe đó thì thì giá 6.900 nha. Chứ nay mình bán ở trên uh, uh, gửi đi qua đường bưu điện là 7.300 nha anh em. Tại gửi bưu điện nó mất thời gian gói và uh, mất nhiều mốt mất nhiều cái băng keo cũng như là uh, vận chuyển rất là nhiều, mình còn phải chở ra ngoài bưu điện nữa. Cho nên là 7.300 còn bữa nay anh em nào leo chuyến xe này là pin này chỉ có 6.900 quá thêm anh AE, pin 510W, pin sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ, pin gọi là pin chất lượng số 1 thế giới luôn nha anh em. ở uh, công uh, cái cái hiệu suất thì 22 phải mấy trăm đó. 2,37 sao à đúng rồi à, phí vận chuyển thì khoảng 200k một tấm ha, cụ thể là 200.000 tấm đi anh em mua 4 tấm thì anh em sẽ phụ tiền xe với lại cái anh ở dưới An Giang chạy lên là 800.000 6 tấm là phụ khoảng 1 triệu ha đó phụ vậy tặng cho anh em đều vui vẻ thoải mái cái phí đó còn rẻ hơn phí gửi bưu điện nữa nha mọi người còn rẻ hơn nữa đó và gửi đi như vậy thì nó rất là an toàn nha anh em pin nó rất là an toàn cực kỳ luôn ha đấy bên đi theo kiểu xe tải như vậy thì cực kỳ là an toàn ha mình ràng rịch đàng hoàng thì gửi tới cho anh em rất là an toàn à, còn gửi bưu điện nhiều khi nó cũng rất là nguy hiểm nha mọi người đấy thì anh em nào đam mê chiếc xe từ an giang long an nha anh em Anh em nào có trên tuyến đường đó hoặc là từ um, trên tuyến đường đó nhưng mà đi vô khoảng 10, hai chục cây ba chục cây gì đó thì anh em cứ liên hệ ở phí vận chuyển anh em phụ ít thì cái anh kia anh sẽ đưa ship dùm ship dùm mình ha anh gọi là tạm gọi là ship dùm mình tại vì anh mang cái xe lên đây anh chở mấy tấm pin của anh về rồi nếu mà có anh em phụ ké vô thì ảnh được cái phí vận chuyển nữa thì ảnh vui thôi chứ không có sao đó, anh em cái này không phải là mình đi ké nha anh em mà mình phụ tiền xe với ảnh nha phụ một cách nghiêm túc đàng hoàng ngoài chuyến xe đó là mình vẫn còn ngày mai vẫn còn chuyến xe đi từ uh, quyện châu thành của long an lên uh, bình tân nha anh em bình tân của uh, sài gòn đó thì vẫn là chở pin này luôn Anh em nào mà từ Long An, Châu Thành Lên Tân An, lên Thủ Thừa, lên Bến Lức Lên Bình Chánh, Bình Tân Thì cái địa chỉ này là địa chỉ là ở Kinh Dương Dương 313 Kinh Dương Dương, An Lạc, Bình Tân nha anh em Đó thì tuyến đường từ Châu Thành, Long An lên Bình Tân Nếu mà có nhu cầu lấy pin thì leo lên chuyến xe này Thì giá vẫn là 6.900 kèm theo phí vận chuyển là khoảng 200.000 một tấm nha anh em hoặc là trăm rưỡi cũng được nữa tại tiếng đường này nó gần đó thì tùy chúng ta thương lượng thôi pin này mình không còn nhiều để bán cho anh em đâu mình còn khoảng 12 tấm thôi còn nguyên cái đóng mấy cái đóng này là đã có khách dặn ráo rồi đó thì anh em nào đam mê cứ liên hệ 076 687 4311 nha anh em đó, mình bây giờ mình đang chuẩn bị gấp rút cho anh em ha không phải anh em này lấy pin không mà lấy xe test lấy tụ điện lấy dây lấy cb lấy tùm lum hết mọi người đó, anh em lấy tùm lum hết chứ không phải là lấy pin không cho nên là cái vấn đề mà chuẩn bị nó cũng rất là mất thời gian anh em à, mua hàng thì cứ liên hệ à, số điện thoại ha à, tiện video này thì mình cũng nói luôn ha thôi mình à, chào mọi người ha Hồi gặp mọi người ở những cái video lần sau